Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Mỹ vẫn luôn được coi là điểm đến du học hấp dẫn nhất thế giới, sự phát triển hàng đầu trên lĩnh vực kinh tế, tính đa văn hóa cũng như những cơ hội được tự do phát triển bản thân đã khiến cho du học Mỹ trở thành ước mơ của nhiều học sinh, sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều lựa chọn du học Mỹ tại cấp bậc đại học mà bỏ qua cấp bậc trung học. Du học Mỹ tại các trường trung học sẽ mang đến cho các em những trải nghiệm du học Mỹ vô cùng thú vị, củng cố một nền tảng vững chắc giúp cho các em có thể vững tin dự tuyển vào các trường đại học như mong muốn. Green Flag được biết đến là một trường trung học tú tài tại Mỹ. Ngôi trường này nổi tiếng với chương trình học sinh quốc tế chào đón tất cả các học sinh từ khắp nơi trên thế giới muốn trở thành một phần trong cộng đồng các khối trường trung học. Học sinh tham gia chương trình sẽ được tham gia học tập theo chương trình giáo dục toàn diện, cũng như những hoạt động thể thao và nhiều hoạt động ngoài trời khác. Học tập tại Green Flag, bạn sẽ được hưởng một môi trường học tập chất lượng đã vượt qua những kiểm định khắt khe của Mỹ. Và học tập tại đây, học sinh sẽ có được những trải nghiệm du học Mỹ vô cùng thú vị. Công ty du học Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn về du học, du lịch các nước sẽ giải đáp những thắc mắc về thủ tục, hồ sơ cũng như chi phí du học tại Mỹ cho các bạn. Mọi thông tin chi tiết các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0996277629. Chương trình học sinh quốc tế là một chương trình nổi bật tại trường Green Flag. Tham gia vào chương trình cũng có nghĩa là bạn đang được trải nghiệm môi trường học tập chất lượng của một trong những ngôi trường tú tài quốc tế. Bên cạnh đó, học sinh còn có được cơ hội trau dồi khả năng tiếng Anh cũng như được tận hưởng những ngày học tập tại khu nghỉ dưỡng cộng đồng. Học sinh còn có thể nhận được chứng chỉ của trường theo nguyện vọng, không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia tuyển sinh đại học, học sinh còn được tạo điều kiện tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao hoặc các câu lạc bộ trong trường. Chương trình sinh viên quốc tế của trường được đánh giá cao bởi các lý do sau đây. Đầu tiên, đó là chương trình mang tính thực tiễn cao. Thứ hai, học sinh được thử sức mình với tư cách là một thành viên trong hội đồng học sinh. Thứ ba, điều kiện sinh hoạt tiện nghi. Thứ tư, là trường nội trú Plus, học sinh sẽ được dành một buổi tối chủ nhật để ăn tối tại nhà dân bản xứ. Trong suốt kỳ nghỉ, học sinh có thể tham gia vào nhiều hoạt động tham quan cũng như vui chơi ngoài trời khác. Thứ năm, tham quan dã ngoại là chương trình được tổ chức mỗi tháng, tạo điều kiện cho các em học sinh được đến tham quan các khu vui chơi, bảo tàng, công viên quốc gia cũng như các trường cao đẳng đại học. Và cuối cùng, đó là di chuyển thuận tiện bằng đường không. Những học sinh đáp ứng đầy đủ các thủ tục hải quan sẽ được đội ngũ nhân viên của trường đưa đến Green Flag và được hướng dẫn tận tình nơi ở của mình. Để được hỗ trợ về thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học các trường ở Mỹ, các bạn đừng quên liên hệ với chúng tôi là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường ở Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629. Hoặc các bạn có thể tham khảo vào các trang web của công ty để tìm hiểu thêm về du học các nước khác, đó là tân đại dương.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Đến với chương trình chia sẻ về du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương, thì cũng giống như là các số trước của chương trình, thì đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Hoàng Thị Thúy Uyên vừa nhận được visa du học Mỹ, và Thúy Uyên cũng là một trong những du học sinh đã nhận được visa du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương trong ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với Thúy Uyên nhé. Chào Uyên. Dạ em xin chào chị ạ. Em rất là giới thiệu thôi nhé bản thân em. Dạ em là Uyên, em năm nay em 22 tuổi, em ở Đồng Nai và em vừa mới tốt nghiệp và ngành cử nhân kế toán chuyên ngành kiểm toán của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Cái cảm nhận của em khi mà nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Em có thấy vui lắm. Em có thấy đây là một cái nền tảng, là một cái bước đệm cho tương lai sau của em. Tại vì lúc nãy là Uyên có giới thiệu là em đã tốt nghiệp Đại học kế toán đây rồi, thì không biết là qua Mỹ mình sẽ học tiếp chương trình gì ạ? Dạ em muốn học thêm 4 năm về ngành quản trị kinh doanh bên Mỹ ạ. Giờ là mình sẽ học tiếp một cái ngành khác với lấy bằng đại học. Dạ. Thì cái ngôi trường mà mình sẽ học bên Mỹ là trường gì chứ ha? Dạ em chọn là trường Eastern Washington University ở bang Washington. Em giới thiệu mới nhất về cái trường của em. Dạ thì em cũng nghiên cứu nhiều trường đại học ở bang Washington ở trên Google và ở trên những trang web du học Mỹ.
em thấy trường Washington có một cái mức học phí với lại cái môi trường học thuận tiện, nên vì thế em lựa chọn nó. Lý do tại sao em chọn Mỹ để du học? Thì em thì nói chung là em đã học 4 năm kế toán bên đây rồi, và mục đích của em là em muốn mở một cái công ty khai báo thuế cho riêng mình ở Việt Nam. Em muốn tận dụng những kiến thức về kiểm toán, kế toán đang học ở Việt Nam và cộng thêm với những kiến thức học được bên Mỹ để em có thể thực hiện được ước mơ của mình. Là cái kế hoạch của em là sau khi học xong tại Mỹ thì sẽ về Việt Nam và mở cái công ty riêng cho riêng mình. Khi mà làm hồ sơ về Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ thì em cũng biết được dịch vụ Tân Đại Dương qua người thân bên Mỹ và những người mà đã đi du học học trước rồi, người ta đã tốt nghiệp và người ta chỉ cho em đến công ty Tân Đại Dương để làm hồ sơ du học. Và em cảm thấy các anh chị, nhất là chị Diễm Thúy, rất là tận tình giúp đỡ cho em. Tuy rằng trong quá trình làm hồ sơ có những điều mà em không biết, có anh Khôi, có chị Diễm Thúy giúp đỡ cho em cảm thấy rất là an tâm và tự tin bước vào cuộc phỏng vấn của mình. Cái quá trình học phỏng vấn của em với anh Khôi nha. Dạ, anh Khôi thì anh cũng dạy em nhiều điều lắm, anh dạy cho em những cái bí quyết để mà thực hiện được cuộc phỏng vấn thành công. Dạ, bên cạnh đó thì chị Diễm Thúy thì cũng dạy cho em nhiều. Chị cũng nhắc nhở em rồi tự tin trả lời chậm rãi, tại vì em trả lời rất là nhanh và lanh lẹ lanh chanh á, nên chị Diễm Thúy kêu em là vô trong đó nói chuyện từ từ thôi, rồi chờ người ta hỏi xong cái gì rồi mình trả lời. Thì lúc đó thì em cảm thấy em rút được kinh nghiệm của mình và em rất là tự tin và trả lời được cuộc phỏng vấn của mình. Trong quá trình đó em học với anh Bảo Anh? Dạ có, em có học một buổi với anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh nói chuyện vui lắm. Và anh Bảo Anh chỉ cho em thấy rằng là phỏng vấn thì cái đó thái độ tùy thuộc vào thái độ của mình, nên không cần gì phải lo sợ, tại vì người tại sự quán họ cũng là người như mình thôi, họ cũng không có biết nhiều về mình, chủ yếu là cái thái độ và tự tin của mình thôi. Nên em cảm thấy rất là, và những cái buổi học của anh Bảo Anh thì em thấy rất là quý giá đối với em. Rồi chị Thúy hướng dẫn hồ sơ cho em thì dạ, chị Thúy thì rất là tận tình, những cái gì mà em không hiểu hay là em thắc mắc về học phí tiếng Anh của mình, em là đều lên chị Thúy hỏi hết. Chị Thúy không có la mắng gì hết, chị Thúy chỉ kêu là nếu mà không có gì không hiểu thì lên chị Thúy chỉ cho em. Cái thời gian học mất của em bao lâu? Em làm, em bắt đầu làm hồ sơ đi du học Mỹ từ hồi cuối tháng 7 và đến đầu tháng 9 thì em đã lấy được visa. Chị cảm ơn những chia sẻ của Uyên trong buổi trò chuyện ngày hôm nay và chúc cho cái dự định trong tương lai của em sẽ thành công ha. Vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe chia sẻ của Uyên về cái quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm những chia sẻ của các bạn đã nhận được visa du học Mỹ thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn. Và để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ du học thì các bạn hãy liên hệ ngay đến công ty Tân Đại Dương ở địa chỉ quận 1, quận 5 hay là Nha Trang. Chương trình chia sẻ qua du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.